Lương Thế Thành, tôi xót khi nhìn bà xã diễn giằng xé trên sân khấu. Lương Thế Thành cho biết thấy xót thương khi bà xã thể hiện các phân đoạn đau khổ, giằng xé trong vở kịch Đầu Tay Của Cô. Tối 8 tháng 9, Lương Thế Thành có mặt tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh để xem Thúy Diễm diễn kịch Mùi Của Hạnh Phúc là vở kịch đầu tay nên Diễm dành rất nhiều tâm huyết. Ban đầu, cô ấy lo lắng không biết có thể sắm tròn vai hay không. Nhưng sau đó đã làm rất tốt. Một số phân đoạn, Diễm khiến tôi rơi nước mắt vì quá xúc động. Tôi đau lòng, xót xa cho số phận nhân vật mà cô ấy hóa thân, Lương Thế Thành nói. Lương Thế Thành cho biết anh đã ngồi tập trung suốt thời lượng xuất diễn để không bỏ lỡ chi tiết nào. Anh nể phục sự nỗ lực của vợ khi chuyển mình từ một diễn viên phim truyền hình sang thể loại kịch nói. Nam diễn viên tin rằng quyết tâm trong Thúy Diễm rất lớn mới giúp cô khắc phục những khó khăn để thể hiện xuất thần trên sân khấu. Trong vở Mùi Của Hạnh Phúc, Thúy Diễm vào vai Bạch Vân, cô gái đang độ xuân thì có tình yêu đẹp với Hải do Đoàn Minh Tài đóng. Cả hai đã vượt qua nhiều thiếu thốn về vật chất để sống hạnh phúc cùng nhau trong căn nhà trọ chật hẹp trước khi bi kịch ập đến. Nghịch cảnh là khi Bạch Vân trở thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ khác. Cô vô tình vướng vào chuyện tình cảm với Sugar Daddy do nghệ sĩ Thành Hội đóng. Tiếp đó, sự xuất hiện của vợ người tình lớn tuổi đã đẩy vai của Thúy Diễm vào cuộc vật lộn nội tâm, tạo cơ hội để nữ diễn viên bộc lộ khả năng diễn xuất. Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội cũng là đạo diễn vở kịch đánh giá cao Thúy Diễm. Anh cho biết nhận thấy cô đã chiến thắng giới hạn của bản thân để diễn tròn chính vai cô gái trẻ có số phận nhiều thử thách. Đối mặt những cạm bẫy trong cuộc đời, Thúy Diễm thể hiện sự đau khổ, giằng xé khi nhân vật của cô lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Tôi đã khóc sưng cả mắt vì quá nhập tâm, cô nói. Thúy Diễm bày tỏ cô rất yêu vai diễn và thích thông điệp mà Mùi Của Hạnh Phúc gửi gắm đến khán giả. Mỗi người đều có thể mắc sai lầm vì không ai hoàn hảo. Nhưng, chỉ những người dũng cảm dám nhìn vào vấn đề để sửa chữa mới có cơ hội hoàn thiện bản thân, cô nói. Nữ diễn viên thấy hạnh phúc khi hoàn thành vai Bạch Vân, và được sự ủng hộ từ ông xã lẫn mẹ đẻ. Mẹ Thúy Diễm hiện định cư Italy, dịp này về Việt Nam thăm con cháu.